mua Galaxy S22 được tặng máy ép chậm Carline. Galaxy S22 thì đã quá quen thuộc rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau khám phá phần quà tặng này nha. Chiếc máy ép chậm Carline này có một cái thiết kế rất là nhỏ nhắn, màu sắc hiện đại và sang trọng. Khi mà bố trí vào trong gian bếp của mình thì đảm bảo nó sẽ là một cái điểm nhấn rất là ấn tượng trong gian bếp của các bạn, thêm phần hiện đại hơn. Và máy ép chậm này sử dụng công nghệ ép chậm với trục xoay ở bên trong sẽ nghiền thực nhuyễn trái cây và sau đó tách phần bã và phần nước. Cái ưu điểm của máy ép chậm đó chính là bởi vì sử dụng cái công nghệ trục xoay với vòng xoay rất là chậm, cho nên là sẽ không ảnh hưởng đến chất lượng trái cây, nước ép của chúng ta sẽ được giữ lại nhiều hơn những cái chất dinh dưỡng ở bên trong. Bên cạnh đó thì với máy ép chậm thì phần bã cũng sẽ được vắt kiệt hơn, chúng ta sẽ thu được nhiều nước ép hơn. Và giá bán trên thị trường của chiếc máy ép chậm Carline này thì tầm khoảng 3 triệu, nhưng mà các bạn hoàn toàn có thể sở hữu nó với giá 0 đồng, bởi vì đây là phần quà tặng kèm khi mà các bạn mua Samsung Galaxy S22 tại FPT Shop từ tháng 4 năm 2023 mà. Còn bây giờ thì hãy cùng nhau kiểm chứng chất lượng của phần quà tặng cực kỳ giá trị này nhé. Mình sẽ làm nước ép ổi nha. Bố trí hai cốc đựng, một cốc đựng bã và một cốc đựng nước có sẵn trong hộp vào vị trí. Với chiếc máy ép chậm Carline này thì cái đầu tiếp nguyên liệu của nó hơi nhỏ, cho nên các bạn cần phải cắt trái cây ra nhỏ một chút. Bật máy. Mặc dù là máy ép chậm nhưng mà các bạn có thể thấy là tốc độ ép của nó cũng rất là nhanh ha. Với một cái ổi thì mình ép ra được 150ml nước. Như vậy có thể thấy là chiếc máy chậm Carline này nó có chất lượng ép và vắt rất là kiệt bã luôn. Vì vậy mà chúng ta sẽ thu được thành phẩm nước ép nhiều hơn nữa. Chất lượng ép nước cũng có thể kiểm chứng được thông qua phần bã của trái cây. Phần bã rất là khô ráo luôn. Thêm một đặc điểm rất thú vị của máy ép chậm là chúng ta có thể làm kem trái cây tươi từ trái cây được cấp đông. Và ở đây thì mình cũng đã có chuối đã cấp đông từ ngày hôm qua nè. Bây giờ sẽ thử thách chiếc máy Carline này nha. Và đây là thành phẩm kem được làm từ máy ép chậm Carline. Kem trái cây tươi rất là dẻo luôn, thành phần chỉ có trái cây thôi. Và cái này nó sẽ hơi nhanh tan một chút xíu, cho nên nếu các bạn làm kem trái cây tươi bằng máy ép chậm thì mình ăn nhanh một chút xíu để nó tan nha. Vừa có điện thoại xịn xài, vừa có máy ép chậm chất lượng dành cho gia đình. Chương trình mua Galaxy S22 được giảm 7 triệu và tặng kèm máy ép chậm Carline 3 triệu đang được diễn ra. Các bạn có thể đến bất kỳ cửa hàng FPT Shop nào để trải nghiệm máy và tiến hành mua hàng nha. Hoặc là chúng ta có thể mua hàng tại trang web fptshop.com.vn cũng được.